giống. Tôi đây. Nghe kỹ những gì tôi sắp nói với anh đi. Bây giờ kế hoạch có chút thay đổi. Bạn muốn giặt sạch mà nhanh. Giặt nhanh thì không sạch, giặt sạch thì không nhanh. Nếu có thể là con áo bạn. Trời ơi. Ý. Yeah. Trời. Con này nó chê tôi luôn. Đau đi, chống khuẩn, những mùi hôi ô nhiễm có thể gây hoảng loạn cho đến khi về nhà. Tôi ở đây để đâu? Ai biết xe không? Biết. Xe không xe vòng đen. Chỗ cũ. Nhấc nước mỡ. Để đâu? Mang vô cũ. Nhấc nước mỡ rồi con lấy bóc kẹp bóc. Cái gì? Yeah.